Như vậy thì mình đã sử dụng chiếc Xiaomi 13 Ultra này được tròn 1 tháng và bây giờ là thời điểm mà mình nghĩ là thích hợp để mình đưa ra những cái đánh giá, những cái cảm nhận cá nhân của mình về một chiếc điện thoại và một chiếc camera rất là xuất sắc như thế này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Didu và đây là bài đánh giá chi tiết Xiaomi 13 Ultra sau 1 tháng. Chúng ta có thể gọi đây là một chiếc điện thoại hay là một chiếc máy ảnh cũng được. Tại vì như các bạn thấy đấy, nó rất giống một chiếc máy ảnh đúng không? Cái cụm camera to tròn và rất là lồi ở phía mặt lưng như thế này, nó khiến cho cái Xiaomi 13 Ultra trở nên khác biệt so với tất cả những cái smartphone Android hiện nay. Mình chọn phim bản màu trắng với phần mặt lưng giả da ở đây. Ngoài ra thì Xiaomi 13 Ultra còn có rất là nhiều những màu sắc khác, ví dụ như màu đen hay là màu xanh chẳng hạn. Sau này sẽ có thêm một số màu mới. Tuy nhiên với cảm nhận cá nhân của mình thì mình thấy rằng màu trắng này là màu đẹp nhất và nó giúp cho cái điện thoại này trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. Tại sao lại gọi là nhẹ nhàng? Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng cái phần viền nhôm này của máy này khi kết hợp với lại cái màu trắng của mặt lưng này, chúng ta sẽ thấy rằng cái cụm camera và cái mặt lưng này nó bớt hầm hố đi, mặc dù Xiaomi 13 Ultra là một cái máy chỉ thích hợp cho nam giới sử dụng mà thôi. Trong một tháng mình sử dụng thì mình thấy rằng cái phần mặt lưng giả da được Xiaomi làm rất là tốt, cái bề mặt của nó mịn và khá là mềm. Mặc dù mình chọn màu trắng, tuy nhiên nó không dễ bám bẩn nha. Các bạn thấy đây, cái màu trắng mặt lưng của mình hầu như nó vẫn giữ nguyên so với khi mà mình mở hộp máy ra. Và nếu mà chẳng may có một vết bẩn nào đấy thì mình cũng rất là dễ dàng mình vệ sinh và mình lau cho nó sạch. Cái thiết kế khung viền của máy cũng khá là cứng. Trên thực tế khi mà sử dụng cái máy này, mình đã bị rơi nó khoảng cách từ 3 hoặc là 40cm xuống cái nền bằng đá. Thì mình thấy rằng cái viền nhôm của máy hoàn toàn không hề bị móp hay là bị xước một chút nào cả. Hoặc có thể do cái tình huống rơi đó của mình, nó rơi phần mặt trước cái phần màn hình xuống và một cách nào đó nó hấp thụ lực tốt hơn, cho nên là cái máy của mình nó không bị ảnh hưởng. Nhưng mà tự chung lại thì mình thấy rằng đây là một cái viền nhôm rất là tốt ở trên Xiaomi 13 Ultra. Về cái cụm camera này thì chúng ta thấy là nó một cụm camera hình tròn và nó rất là lồi so với mặt lưng. Trên thực tế thì mình đã phải dán một cái miếng da vào đây để khi mà mình đặt lên trên những cái mặt bàn hay những mặt phẳng thì nó đỡ bị trơn và nó đỡ bị trượt cũng như là gây xước cho cái cụm camera này. Khi mà chúng ta đặt cái điện thoại này trên mặt bàn này, chúng ta sẽ thấy nó chênh lên một khoảng rất là lớn và khi mà nhìn từ mọi góc cạnh vào thì chúng ta sẽ thấy rằng có một số cái gì đấy rất là khác biệt ở đây. Cái cụm camera rất to, rất là lồi và rất là nặng này nó giúp cho chúng ta có những bức ảnh đẹp và rất là xuất sắc trên một chiếc smartphone. Tuy nhiên chúng ta sẽ phải đánh đổi nó trong nhiều trường hợp sử dụng thực tế hàng ngày. Hầu hết thì chúng ta sẽ không chụp ảnh đúng không? Mà trong cái trường hợp sử dụng thực tế chúng ta sẽ cầm máy chiều dọc thế này. Và khi mà mình mới cầm máy lên thì mình thấy rằng nó hơi bất cân đối một chút. Và đôi khi là cái ngón tay trỏ của mình nó sẽ bị chạm vào cái phần viền camera này, nó hơi khó chịu. Nhưng mà sau khi sử dụng quen thì mình đã cho cái ngón tay trỏ của mình thấp xuống một chút thì nó sẽ không gây ra bất cứ một hiện tượng nào trong quá trình mình cầm nắm và sử dụng cái 13 Ultra này. Trong quá trình sử dụng thực tế của mình thì mình thấy rằng cái phần camera lồi lên như này nó có một tác dụng nhất định để mình giải thích cho anh em thấy nha. Đó là khi mà mình xem video, mình cầm máy theo chiều ngang như này đúng không? Và tay của mình là mình thuận tay trái. Vì thế mà mình thường xuyên mình cầm điện thoại ở tư thế như thế này. Khi đó vô hình chung cái cụm camera lồi lên như này nó trở thành một cái grip, tức là cái bán cầm để giúp cho mình cầm cái điện thoại bằng một tay khi xem video ở chế độ nằm ngang như thế này. Nó tự tin và nó chắc chắn hơn. Đó là cái hay nhất với cụm camera lồi này. Anh em sẽ thấy rằng mình không nói về phía mặt trước màn hình đúng không? Tại vì mình không muốn nhắc đến cái thiết kế này, nó đã quá là phổ biến và nó đã quá là quen ở trên những điện thoại Android rồi. Về màn hình thì Xiaomi 13 Ultra được trang bị một cái màn hình rất là xuất sắc với những thông số như các bạn nhìn thấy trên màn hình đây. Mình không nhớ rõ lắm và mình cũng không muốn nói đến nhiều đến thông số khi mình đánh giá điện thoại, anh em thông cảm nhé. Cái tấm nền màn hình mà Xiaomi sử dụng trên 13 Ultra này là từ TCL và mình thấy rằng đây là một tấm nền cho chất lượng hiển thị tốt, sắc nét và hình ảnh nó rất là trong trẻo. Về độ sáng thì Xiaomi nói là cái màn hình nó cho độ sáng peak, tức là độ sáng tối đa là 2600 nits ở một số trường hợp. Thì mình thấy rằng trong quá trình sử dụng thực tế và mình so sánh trực tiếp với cái iPhone 14 Pro của mình thì mình thấy rằng cả hai nó đều tương đương với nhau mà thôi, chứ nó không có ý nghĩa rằng một cái màn hình 2600 nits thì nó sẽ sáng hơn iPhone 14 Pro hay là những máy khác. Con số 2600 nits này nó sẽ đem lại ý nghĩa gì cho điện thoại thì mình có một số trường hợp sử dụng thực tế như thế này. Đầu tiên đó là khi mà mình xem những đoạn video HDR trên YouTube thì mình thấy chắc chắn rằng cái chất lượng hiển thị của Xiaomi này nó đẹp hơn, nó trong hơn và nó tương phản tốt hơn là trên iPhone 14 Pro. Đó là với nội dung ở trên YouTube, còn ở trên Instagram khi mà mình xem những đoạn video ngắn Reels thì mình thấy rằng trong một số trường hợp thì cái độ sáng của iPhone nó peak nó tốt hơn là cái Xiaomi này. Như các bạn đang nhìn thấy trong video thì mình có một cái đoạn với các văn bản, các bạn sẽ thấy rằng những cái đoạn chữ, những cái đoạn text nó hiển thị rất là sáng đúng không? Nó sáng hơn rất là nhiều so với trên Xiaomi. Thì mình nghĩ đây là do ứng dụng và do tối ưu phần mềm mà thôi, chứ không chỉ đơn thuần là một cái tấm nền có độ sáng peak cao hơn thì nó sẽ hiển thị sáng hơn ở trong mọi trường hợp sử dụng đâu.
Tiếp theo đến một cái phần mà anh em rất là mong chờ đây, đó là mình sẽ chia sẻ, mình sẽ đánh giá cái cảm nhận của mình về cái cụm camera 50 megapixel này. Đầu tiên thì chúng ta thấy là đây là một cụm camera với 4 ống kính, và năm nay thì Xiaomi nói là cả 4 ống kính này đều được trang bị chung độ phân giải là 50 megapixel, một độ phân giải rất là lớn. Thì con số này có ý nghĩa là gì? Đầu tiên thì mình thấy rằng với camera góc siêu rộng, ví dụ ở trên iPhone 14 Pro của mình, đôi khi mình zoom, mình phóng to lên nó rất dễ bị mất nét và nó mất chi tiết. Nhưng mà với cái 13 Ultra này, bởi vì nó được trang bị một cái cảm biến độ phân giải cao mà, cho nên là ngay cả khi mà mình sử dụng cái ống kính góc siêu rộng đó và mình zoom lên thì hình ảnh nó vẫn chi tiết và chất lượng nó vẫn được bảo toàn. Nó chỉ bị méo đi do cái ống kính, do cái hiệu ứng góc siêu rộng mà thôi. Chúng ta thấy rằng với cái sự can thiệp của Leica vào ống kính, vào thấu kính cũng như là vào cái xử lý phần mềm hậu kỳ bên trong này, thì chắc chắn rằng nó sẽ giúp cho những bức ảnh nó trở nên đẹp hơn, nó sống động hơn và nó cinematic. Ví dụ như bức hình này, các bạn sẽ thấy rằng mình chụp một cái thảm cỏ, thì đây là ảnh chụp từ iPhone 14 Pro và đây là ảnh chụp từ Xiaomi V3 Ultra, thì các bạn sẽ thấy rằng cái việc xử lý hậu kỳ nó đã giúp cho bức hình nó trở nên nó đẹp hơn và nó sống động hơn như thế nào, đúng không? Và một điều quan trọng là mình biết được rằng cái hình ảnh này nó rất là hợp mắt của mình, hợp mắt chứ không phải là nịnh mắt nha. Nó rất là hợp với lại thị hiếu, với lại phong cách chụp của mình, cho nên là mình rất là thích cái máy ảnh ở trên cái Xiaomi 13 Ultra này. Cái màu xanh nó được thể hiện rất là tốt, nó rất là xanh, và cái phần màu đen, cái phần hậu kỳ, cái phần shadow á, Xiaomi đã cố giảm cái phần shadow xuống để cho cái phần màu đen ở phía bên sau nó tương phản rất là tốt với lại cái phần màu xanh của thảm cỏ. Hay như là khi mà mình chụp cái đồng lúa này, thì các bạn sẽ thấy được rằng cái phần xung quanh, bốn viền xung quanh nó được làm hơi tối đi một chút, nó giống như hiệu ứng vignette khi mà mình chụp và mình chỉnh hậu kỳ vậy. Trong một số trường hợp thì nó sẽ giúp cho bức hình nhìn nó sống động hơn và nhìn nó cuốn hút hơn, đúng không? Hay như đây là một bức hình mình chụp hai đứa nhỏ ở trong một điều kiện trời nắng này, thì các bạn sẽ thấy được có một hiệu ứng pop-up, mình tạm gọi là một hiệu ứng mà cái chủ thể nó nổi lên so với phía đằng sau, hay là cái việc chuyển nét ấy, chuyển nét từ phần hậu kỳ mờ cho đến phần chủ thể nét, thì các bạn sẽ thấy được rằng cái chuyển nét của nó rất là tự nhiên, nó giống như là những cái gì mình chụp trên máy ảnh vậy. Còn đây là một bức hình mình chụp con trai mình, thì các bạn sẽ thấy được rằng cái việc nó xử lý tông màu, màu da hay là những cái phần hậu kỳ đằng sau thì nó cũng rất là tự nhiên theo như cái phong cách mà mình thích. Cái hình này mình không phải chỉnh sửa nhiều nha. Mình chụp xong hầu như là mình không chỉnh sửa mà mình up trực tiếp lên Facebook hay là Instagram luôn, thay vì mình phải chỉnh sửa rất là nhiều như là khi mình sử dụng iPhone hay là những cái điện thoại khác. Đó cũng là một cái rất là hay ở trên Xiaomi 13 Ultra. Trong một số trường hợp, chụp hình nhất định khi mà cái máy nó phát hiện có sự chênh lệch cao về ánh sáng giữa hậu kỳ và chủ thể thì nó sẽ chủ động nó giảm cái phần tối của shadow đi. Mình đang chụp một cái bàn tay của mình đặt lên trên cái bàn phím này này. Đó, thì các bạn sẽ thấy rằng khi mình đưa tay vào, cái chủ thể nó sẽ sáng lên và cái hậu kỳ là cái bàn phím đằng sau nó sẽ bị đen đi. Còn đây là một cái setup tương tự nhưng mà mình chụp từ iPhone 14 Pro của mình, thì các bạn sẽ thấy được rằng nó không mờ và nó không làm tối phần hậu kỳ đi. Cho nên là khi mà hai cái hình này nó chụp xong thì cái hình ở trên Xiaomi 13 Ultra mình dùng được luôn. Còn cái hình ở trên iPhone 14 Pro của mình thì mình lại phải edit, mình giảm shadow đi để cho cái phần hậu kỳ nó tối đi một chút và nó nổi cái bàn tay của mình lên. Từ hai cái tấm hình này thì các bạn cũng sẽ thấy được sự khác biệt giữa f1.9 và khẩu f4 ở trên Xiaomi 13 Ultra. Với ống kính chính thì chúng ta có thể chuyển qua lại giữa f1.9 và f4 trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên thì mặc định thì cái máy nó sẽ chụp f1.9 để cho chúng ta có khả năng chụp hình với điều kiện ánh sáng tốt hơn và khả năng soi phông được mạnh hơn. Với camera trước của Xiaomi 13 cũng vậy, tức là nó có một cái cách xử lý hậu kỳ nó tương tự như camera phía sau. Các bạn đang thấy đây, mình đang chụp, mình và con trai mình đang đi trên xe máy rất là nhanh, mình giơ camera trước lên mình chụp, nó cũng có một cái hiệu ứng tương tự như camera phía sau, đúng không? Nó rất là đẹp, tức là cái chủ thể nó nổi lên còn phần phía sau nó bị đen đi một chút. Đây là một cái mình rất là thích ở trên camera trước của Xiaomi 13 Ultra. Dĩ nhiên là cái camera trước này nó cũng có phần mềm để làm đẹp nha. Anh em nếu mà muốn, anh em vẫn có thể sử dụng cái tính năng đó để làm đẹp. Ví dụ như mình đang chụp thử một hình mình ở đây, mình rất là đẹp trai, đúng không? Trong cái quá trình sử dụng thực tế của mình thì mình thấy rằng cái camera ở trên Xiaomi 13 cũng có một số vấn đề chứ không phải là nó xuất sắc hoàn toàn đâu. Cái vấn đề ở đây với mình đó là cái phần đo sáng. Như các bạn đã thấy trong cái video này, mình đang uống một cốc bia hơi. Các bạn sẽ thấy được rằng khi mà mình giơ cái cốc lên mặt mình và cái mặt mình nó phần nào nó bị che đi thì cái thuật toán ở trong cái máy này nó đã nhận diện như thế nào đó để nó làm cái khung hình nó tối đi. Đó. Sau đó khi mà mình đặt cái tay xuống thì cái khung hình nó lại sáng trở lại. Tức là cái khoảng chênh lệch sáng tối nó rất là nhiều và nó rất là tương phản, cho nên là nhìn cái video đó nó không đẹp và không sử dụng được, đúng không? Cuối cùng mình sẽ nói đến một số những cái tính năng phụ ở trên Xiaomi 13 Ultra cả mình thích và mình không thích. Đầu tiên cái mình thích đó là MIUI ở trên Xiaomi. Nó là một cái giao diện theo như mình thấy rằng nó hơi nhạt nhòa. Các bạn sẽ thấy được rằng những cái mảng màu đây này, những cái biểu tượng ứng dụng nó có màu sắc nhưng mà nó rất là nhạt nhòa, nó không tươi như ở trên Samsung hay là nó không tương phản tốt như là trên iPhone. Và vì thế mình thấy rằng mặc dù nó được trang bị một cái tấm nền màn hình rất là đẹp, rất là xuất sắc, tuy nhiên thì nó không tận dụng được tối đa cái tấm nền này để nó thể hiện cho cái giao diện chính của điện thoại. Bù lại thì cái giao diện MIUI ở trên Xiaomi nó được làm những cái tính năng và những cái trang bị rất là giống ở trên iPhone, cho nên là mình cũng không mất nhiều thời gian để làm quen và mình sử dụng cái máy này. Có một cái hay đó là trong cái phần mềm máy tính như này,
nó không chỉ đơn thuần là một cái máy tính đâu, mà nó còn có một cái phần converter, tức là nó chuyển đổi rất là nhiều những cái đơn vị và cái hệ đo lường khác nhau. Ví dụ như các bạn đang thấy đây, thậm chí mình có thể chuyển đổi được tiền tệ ở đây, độ dài hay là thuế thu nhập hay là tất cả vân vân. Đó, rất là nhiều cái mà mình chuyển đổi. Trước đây mình phải dùng Google hay là một cái phần mềm bên thứ ba để mình làm. Tuy nhiên thì với cái phần mềm mặc định này thì mình đã có thể làm được tất cả cái điều đó. Cũng liên quan đến cái trải nghiệm mà mình thích ở trên cái Xiaomi 13 Ultra này, thì mình rất là thích cái bộ rung ở trong cái máy này nha. Cái bộ rung khi mà nó rung khi mà có cuộc gọi đến chẳng hạn, hay là có thông báo á, cái bộ rung được làm rất là giống với iPhone. Mặc dù nó không mạnh như là trên iPhone nhưng mà nó rất là chắc và nó có nhiều cái profile rung khác nhau khi mà chúng ta chọn nhạc chuông để sử dụng với cái máy này. Cái máy này có khe SIM ở phía dưới, tuy nhiên thì nó không có eSIM, và đây là một cái bất lợi theo như mình thấy ở trên Xiaomi 13 Ultra so với lại những cái máy Android khác, ví dụ như là Google Pixel hay là điện thoại của Samsung. Hầu như bây giờ chúng ta đều sử dụng eSIM rồi đúng không? Cho nên là khi mà chuyển qua một cái máy mà không có eSIM thì nó sẽ gây ra một số bất tiện, một số rắc rối với quá trình sử dụng của chúng ta. Cuối cùng là về pin thì mình đánh giá rằng so với lại cái S23 Ultra trước đây mình sử dụng thì pin của cái máy này cũng tương tự như vậy. Tức là mình dư thừa mình sử dụng nó trong một ngày, mình không phải sạc lại khi mà mình sử dụng cái máy này. Cái máy mình sử dụng ở đây là bản Base, thì trong quá trình sử dụng mình cũng thấy nó máy nóng hay là có vấn đề gì cả. Mặc dù mình không phải là người chơi game hay là sử dụng những ứng dụng, những cái tác vụ nặng, mình tin rằng với cái bản Base này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng nó cho những cái nhiệm vụ, những cái tác vụ cơ bản của cái smartphone. Bài review này cũng dài rồi đấy, cho nên là mình cũng sẽ kết thúc lại đây thôi. Còn sau này khi mà mình thấy mình cần nói thêm cái gì thì mình sẽ chia sẻ tiếp nha. Bây giờ thì chúng ta đã mệt rồi, mình nói mệt các bạn xem mệt rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của mình nha. See you.